Em xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân thương của Đồ Sĩ Hiệu. Em xin kính chúc mọi người có một ngày ngập tràn niềm vui bên gia đình thân thương của mình nha. Ngày hôm nay em sẽ lên cho mọi người những mã sản phẩm áo sơ mi, áo công sở. Và tất cả sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay vẫn được free ship toàn quốc. Tất cả thông số, thông tin của sản phẩm em sẽ ghi bên phía trái của góc màn hình kèm với giá bán. Số điện thoại đặt hàng thì em sẽ ghi bên phía phải của góc màn hình. Mọi người muốn đặt hàng thì có thể nhắn tin, gọi điện hoặc kết bạn Zalo gửi cho em cái mã của sản phẩm. Bên em sẽ tiến hành đóng gói, ship hàng đi cho mọi người trong ngày luôn. Thời gian nhận hàng chỉ từ 1 tới 3 ngày, tùy khoảng cách và tùy vùng miền. Tất cả sản phẩm bên em, mọi người đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Kiểm tra hàng thật kỹ giúp em trước khi thanh toán nha. Và em sẽ vào sản phẩm đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Mã đầu tiên, mã 130 thì em có một chiếc áo bò. Chiếc áo bò nha mọi người. Con này chất liệu 100% cotton luôn. Đây, 100% cotton. Chúng ta có một sản phẩm của thương hiệu Levi's. Độ mới cực kỳ cao. Một sản phẩm áo bò của thương hiệu Levi's. Con này chất cotton, độ mới cực kỳ cao. Mã 130, con này dài 85, ngang 65, vai là 50 nha mọi người. Thì cái sản phẩm này phù hợp với những người có cân nặng từ 80kg đổ lên nha. 80 cho tới 95kg mặc sản phẩm này giúp em. Độ mới cực kỳ cao. Cúc thì làm bằng kim loại, giống như những chiếc quần Levi's đây. Chúng ta có một cái red tag của Levi's ở trước túi ngực đây. Hai túi hai bên, độ mới hoàn hảo, không khác gì một chiếc áo mới đâu. Tem mặc đầy đủ, con này là Levi's red tag. Một dòng cực kỳ hiếm của Levi's. Và giá thì cũng cực kỳ rẻ nha mọi người, không có mắc đâu. Đây là mã 130. Tiếp theo mã 131 thì em vẫn có một sản phẩm áo khoác, áo bò, áo sơ mi bò. Con này độ mới cũng hoàn hảo, con này cổ trụ. Nhưng mọi người lưu ý giúp em thì con này có một cái lỗi nhỏ nha. Nó có một cái vết lủng nhỏ ở đây. Thì con này em sẽ để giá cực kỳ ưu đãi cho mọi người luôn. Thì mọi người nếu mà về có thể cắt cái phần này đi nha. Bởi vì nó bục ngay ở đây. Thì mọi người có thể cắt ngắn nó đi. Mã 131 dài 75, ngang 65, vai là 55. Độ mới hoàn hảo, một chiếc áo bò. Con này của thương hiệu Union Bay. Con này 100% cotton luôn. Chất cực kỳ đẹp. Nó có một lỗi nhỏ ở đây thì em sẽ bán giá rẻ cho mọi người nha, để mọi người về sửa. Đây. Lỗi là em có báo nha, em sẽ bán với cái giá cực kỳ phải chăng thôi. Tiếp theo thì em sẽ có những chiếc áo sơ mi công sở. Và độ mới, em cam kết như một chiếc áo mới nha. Độ mới hoàn hảo luôn, không khác gì một chiếc áo mới đâu. Mã 132, em có một sản phẩm của thương hiệu Smart. Và con này là một thương hiệu của Hàn. Đây, tem của Hàn Quốc đây. Một chiếc áo sơ mi đến từ Hàn. Độ mới thì như một chiếc áo mới luôn. Con này form áo công sở. Con này mọi người mặc đi tiệc, đi đám cưới thì cũng cực kỳ đẹp luôn. Mã 132, dài 75, ngang 60, vai là 50. Một chiếc áo sơ mi công sở. Thường những cái áo sơ mi công sở từ Hàn, từ Nhật vào những cái khoảng thời gian trước kia thì mọi người rất khó để mua. Nếu muốn mua những cái sản phẩm như thế này thì mọi người phải đến những cái thành phố lớn hoặc những cái trung tâm thương mại thì mới mua được những cái sản phẩm này. Và giá nó cũng không có rẻ đâu. Nó cũng 700-800 trên 1 triệu một sản phẩm áo sơ mi như thế này. Nhưng bây giờ mọi thứ nó đã thay đổi rồi. Mọi người chỉ cần ở nhà đặt hàng, shipper người ta sẽ mang hàng đến tận giường cho mọi người luôn. Và mọi người lưu ý nha, tất cả sản phẩm của bên em đều được free ship toàn quốc. Đây, một chiếc áo sơ mi. Độ mới hoàn hảo luôn. Hàng của Hàn thì mọi người khỏi lo về chất lượng và kiểu dáng nha. Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ là những nơi mà nó sản xuất đồ thời trang cực kỳ nổi tiếng rồi, khỏi phải bàn về chất lượng nha. Tiếp theo mã 133, em vẫn có một chiếc áo sơ mi công sở, màu tương tự với chiếc trước. Con này sản phẩm của Parkland. Độ mới thì cũng như một chiếc áo mới thôi. Con này cũng là một cái sản phẩm đến từ Hàn nha mọi người. Một chiếc áo sơ mi công sở đến từ Hàn. Form dáng, chất liệu thì không có gì để chê. Độ mới hoàn hảo luôn. Đây, mọi người nhìn giúp em cái cổ áo của nó đây, như một chiếc áo mới nha. Những cái sản phẩm này nếu mà mọi người mua ở shop ấy, thì nó không bao giờ có giá dưới 700-800 đâu. Tiếp theo vẫn là một chiếc áo sơ mi công sở và vẫn là của thương hiệu Smart đến từ Hàn, mã 134. Con này cổ nó cũng phối tương tự với chiếc kia, phối kẻ như thế này. Tem trên, tem dưới đầy đủ, tem mạc đầy đủ. Từ những cái cúc như thế này nó cũng được dập logo của thương hiệu. Mọi người nhìn cái cúc là biết cái chất lượng của sản phẩm nha.
Nó chỉnh chu từng chi tiết một, từng đường kim mũi chỉ. Tem của Hàn Quốc này, cúc phụ còn nguyên, cực kỳ đẹp luôn. Mã 134, dài 75, ngang 60, vai 50, phù hợp với những người có cân nặng từ 70 cho tới 78 kg. Mặt sản phẩm này giúp em, một chiếc áo sơ mi công sở của Hàn Quốc, form dáng cực kỳ đẹp, chất liệu thì không có gì để chê đâu. Độ mới thì không khác gì một chiếc áo mới. Tiếp theo em vẫn có một chiếc áo sơ mi công sở, và con này đến từ Mỹ nha. Con này được sản xuất tại Mỹ luôn, made in USA. Tem đây, có một cái lá cờ Mỹ ở đây. Con này còn nguyên tem mạc luôn, chưa có người sử dụng đâu ạ. Độ mới cực kỳ cao. Những cái sản phẩm sơ mi của bên em nó sẽ đáp ứng được những cái tiêu chí như là về chất lượng này, về kiểu dáng, mẫu mã, phong cách, và đặc biệt nó là hàng hiệu, hàng chính hãng. Và cái giá thì cực kỳ phải chăng. Con này được made in USA, có nghĩa là được sản xuất tại Mỹ và nó là hàng của Mỹ nha mọi người. Con này của thương hiệu Root Dog Shirt. Con này cũng phối màu xanh, cực kỳ đẹp, hai bên có hai cái túi. Con này là cúc bấm. Con này cúc bấm. Và cái cúc của nó cũng được làm những cái đính đá ở đây, cực kỳ sang. Con này cúc bấm ạ. Đây là cái phối màu của nó đây. Độ mới em cam kết với mọi người, những cái sản phẩm áo sơ mi của em có độ mới như một chiếc áo mới luôn. Mã 136 thì em cũng là sản phẩm của thương hiệu Uniqlo. Con này size XL, dài 70, ngang 55, vai 45. Con này thì em mới hui kiện xong, chưa qua xử lý, chưa qua là, nên nó hơi nhăn một chút, mọi người thông cảm giúp em nha. Em sẽ bán với cái giá nó cực kỳ rẻ thôi, mọi người về là lại giúp em nha. Vừa mới hui kiện nên hàng nó hơi nhăn một chút, nhưng mà em cam kết với mọi người là độ mới nó cực kỳ cao. 136, dài 70, ngang 55, vai 45. Một sản phẩm chính hãng của Uniqlo Nhật. Tem của Uniqlo đẹp. Tiếp theo em có một sản phẩm của thương hiệu Ring Fire. Con này thì phối cực kỳ ngầu luôn. Chúng ta có hai cái họa tiết được thêu ở đây. Thêu 100%, thêu 100%. Con này cúc cũng là cúc bấm luôn, và trên cúc cũng được đính ngọc luôn. Con này phù hợp với những người thích phong cách nó bụi bặm một chút, nó hầm hố một chút đây, nhưng mà vẫn cực kỳ lịch sự. Về tổng thể thì độ mới con này nó chỉ được 8,5 điểm thôi, 8,5 điểm thôi. Nó không có quá mới, nhưng nên em sẽ để một cái giá nó cực kỳ phải chăng cho mọi người nhé. Mã 137, dài 75, ngang 60, vai 46. Một chiếc áo sơ mi phối hai họa tiết, hai bên được thêu 100%, chỉ màu trắng, chỉ nổi. Con này được sản xuất tại Indian. Con này được made in Indian, một sản phẩm của thương hiệu Ring Fire. Tem mạc đầy đủ. Ở dưới đây nó cũng có một cái logo của thương hiệu đây. Và đây là cúc của sản phẩm được đính đá này. Con này cúc bấm cho mọi người. Tiếp theo em có mã 138. Em có một con sơ mi ngắn tay của thương hiệu Uniqlo. Con này trên thông số để size M. Dài 70, ngang 48, vai 43. Con này form kiểu form slim fit, dành cho những người có cái thân hình mà gọn gàng một chút, và đặc biệt là không có bụng nha. Không có bụng thì mặc những cái form slim fit này thì nó mới đẹp nha. Những người có bụng thì đừng mặc những cái sản phẩm như thế này, nó rất là xấu. Con này Uniqlo của Nhật, size M. Con này cũng vừa mới khui kiện, hơi nhăn một chút. Mọi người về là lại giúp em nha. Em sẽ để cái giá cực kỳ phải chăng thôi. Phối màu cũng cực kỳ lịch sự luôn. Tiếp theo mã 139 thì em có một sản phẩm của thương hiệu Calito Lucky. Một chiếc áo sơ mi. Con này sơ mi pha lụa nên chất đâu, nhìn cực kỳ sang. Con này sơ mi pha lụa nên chất cực kỳ mềm mại và nhìn cực kỳ sang. Mặc cũng rất thoải mái. Phối màu cũng cực kỳ đẹp. Tem trên tem dưới đầy đủ luôn. Con này cũng của Hàn luôn nha mọi người. Con này cũng một sản phẩm của Hàn đây. Mã 139, dài 70, ngang 55, 57, vai là 48, phù hợp với những người có cân nặng từ 70 cho tới 78 kg. Mặc sản phẩm này giúp em. Mã cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay, mã 140, thì em vẫn có một sản phẩm áo sơ mi. Con này phối họa tiết, nhìn cũng khá là lạ. Con này cũng 100% cốt tông luôn, 100% cốt tông. Con này cũng kiểu form sơ mi mà pha lụa này, nên cái chất mọi người nhìn nó
cực kỳ mịn và chắc chắn mặc cực kỳ thoải mái. Nó sẽ cực kỳ đẹp về thứ nhất là chất lượng của áo này, thứ hai là mẫu mã này, thứ ba là thương hiệu này, với cái giá cực kỳ phải chăng luôn. Mã 140, dài 70, ngang 55, vai là 45, cũng phù hợp với những người có cân nặng từ 70 cho tới 75 kg. Rồi, đây cũng là cái sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay rồi. Em xin nhắc lại về cái hình thức mua hàng của bên em một lần nữa nha. Mọi người muốn mua hàng thì cứ gọi điện này, kết bạn Zalo hoặc gửi tin nhắn cho em, gửi cho em cái mã của sản phẩm. Bên em sẽ tiến hành lấy thông tin, đóng gói hàng và ship hàng đi cho mọi người trong ngày luôn. Thời gian nhận hàng chỉ từ 1 tới 3 ngày và tất cả những cái sản phẩm, tất cả cái đơn hàng bên em đều được free ship toàn quốc. Và mọi người được kiểm tra hàng, được thử hàng trước khi thanh toán nha. Em xin cảm ơn mọi người và kính chúc mọi người có một ngày thật vui bên gia đình. Em xin cảm ơn.